Xin chào mọi người, giấm táo là một trong những thực phẩm lên men rất có lợi cho sức khỏe. Giấm táo đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của Rina. Có rất là nhiều bạn theo dõi channel của Rina và đặt câu hỏi cho Rina về cái cách làm sao để thu hoạch được giấm táo một cách triệt để. Có cần phải lọc giấm táo hay không? Nếu mà cần lọc thì lọc bao nhiêu lần? Vân vân và vân vân. Thì hôm qua anh bạn thân có giúp Rina thu hoạch cái mẻ giấm táo, cho nên Rina mới nghĩ ra là hay là Rina làm một cái video ngắn thôi, chia sẻ với mọi người cái cách mà Rina hay thu hoạch giấm táo của mình, để làm sao mà chúng ta có thể thu hoạch giấm táo một cách nhanh gọn và triệt để nha. Bây giờ thì mời mọi người theo dõi video cùng Rina nhé. Rina thường chứa các mẻ giấm trong những cái bình thủy tinh như thế này, mỗi bình từ 5 đến 8 lít. Rina luôn đợi đến khi các xác táo lặn xuống đáy thì Rina mới thu hoạch giấm táo, vì đến lúc này thì táo đã hoàn thành quá trình lên men. Ở đây Rina có con giấm mẹ nhìn như miếng bánh cuốn màu nâu ý, mọi người có thấy không? Thì để đấy tí nữa Rina sẽ nói đến nó sau. Để vớt nước giấm đầu ra thì Rina dùng một cái rai nhỏ đặt bên dưới cái phễu dùng để sang chai lọ. Để như vậy vừa lọc được những hạt hay vỏ táo sót lại, vừa không gây tràn ra xung quanh. Sau khi Rina đã vớt hết nước giấm đầu ra thì Rina tiếp tục múc những cái xác táo còn lại cho vào một cái rai lớn hơn đặt trên cái phễu hồi nãy. Tiếp tục nghiền xác táo ở đây cho đến khi nước cốt giấm ra hết từ xác táo. Mọi người có thể bỏ qua bước này, nhưng đây là bước cần thiết để thu hoạch giấm táo một cách triệt để nhất. Đây là thành quả của mẻ đợt này, 5 lít giấm táo. Mẻ này Rina làm trong mùa hè ở Melbourne nên chỉ mất từ 2 đến 3 tháng với số lượng như vậy. Còn đây là phần giấm mẹ mà Rina nhắc đến lúc nãy. Rina để nó vào một cái bình sạch cùng với một ít giấm táo để làm mồi cho mẻ tiếp theo. Sau đó Rina đặt cả hai vào trong hốc tủ. Mẻ giấm táo thì Rina để đó sử dụng dần, còn giấm mẹ và nước giấm mồi thì Rina sẽ sử dụng cho mẻ tiếp theo, với các bước Rina đã chia sẻ với mọi người rồi ý. Vừa rồi thì mọi người mới theo dõi cách mà Rina cũng như là anh bạn thân giúp Rina thu hoạch giấm táo. Rina hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn đã đặt câu hỏi cho Rina là cái cách nào để thu hoạch giấm táo một cách triệt để và nhanh gọn. Nếu mọi người quan tâm đến chủ đề lối sống tự nhiên, đơn giản thì mọi người hãy đăng ký cho channel của Rina nha. Và đừng quên ấn chuông để cập nhật những video mới của Rina nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.